Thưa các bạn, sáng nay giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 13 năm 2023, tranh cúp BYC đã chính thức diễn ra lễ khai mạc và thi đấu chặng 1 vòng quanh thành phố mới tỉnh Bình Dương với cự ly 66 km. Phóng viên thể thao truyền hình Đồng Tháp đang tác nghiệp tại giải chuyển thông tin về. Bắt đầu hình thành từ năm 2011, giải xe đạp nữ Bình Dương luôn được xem là một giải đấu uy tín và danh giá trong làng xe đạp dành cho các vận động viên nữ trên cả nước. Sau thời gian đầu chỉ tổ chức cho các đội đua trong nước tranh tài, thì những mùa giải gần đây, nhiều đội nước ngoài mạnh cũng đã góp mặt. Trong lần tổ chức thứ 13 này, giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương tranh cúp BYC ghi nhận số đội tham gia kỷ lục khi có tới 10 đội trong nước và 7 đội quốc tế. Đáng chú ý là có một vài đội đến từ phía Bắc như Vietcombank Lào Cai và Thanh Hóa. Một trong những điều đáng tiếc tại giải năm nay là sự vắng mặt của nữ hoàng nước rút xe đạp Việt Nam Nguyễn Thị Thật khi tay đua người An Giang vẫn còn đang bận thi đấu cho đội đua ở Bỉ. Chính việc thiếu vắng Thật đã khiến cho ekip lập trời An Giang phải có những thay đổi về mặt chiến thuật cho giải này. Và thực tế, ngay ở chặng 1, ekip đến từ miền Tây đã phải chịu sự cạnh tranh của các đội nước ngoài như tuyển Thái Lan, tuyển Philippines hay một số đội trong nước như Thành phố Hồ Chí Minh Vinama, Sổ số Kiến thiết Đồng Tháp, BYC Bình Dương. Chặng đua đầu tiên có cự ly ngắn cộng với đường thông thoáng nên không có nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Vì thế, một nhóm đông các tay đua đã cùng tiến về đích và ở những mét quan trọng, Kura Zutatip của tuyển Thái Lan đã xuất sắc đánh bại các đối thủ để cán đích đầu tiên ở chặng 1. Tôi rất vui khi giành chiến thắng ở chặng này. Các bạn Việt Nam đua rất tốt. Tôi biết Nguyễn Thị Thật không thi đấu ở giải này và đó sẽ là cơ hội để cho chúng tôi tự tin có được kết quả tốt. Với việc về nhất chặng 1, Zutatip tạm thời nắm giữ danh hiệu áo vàng lẫn chiếc áo xanh. Trong khi đó, áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc đang tạm thuộc về Lâm Thị Thùy Dương của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Ngày mai, giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương tranh cúp BYC sẽ diễn ra chặng 2 với cự ly là 140 km.